Ngay sau khi có quyết định chấp thuận đầu tư trồng mắc ca công nghệ cao của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tại quyết định 1491 ngày 19 tháng 8 2021, Công ty Cổ phần Liên Việt Điện Biên, đơn vị chủ đầu tư, đã tiến hành từng bước để thực hiện dự án trồng mắc ca theo kế hoạch. Theo nội dung quyết định, thành phố Điện Biên Phủ sẽ trồng hơn 1.000 hectare mắc ca, bắt đầu thực hiện từ năm 2022. Toàn bộ diện tích đều do Công ty Cổ phần Liên Việt Điện Biên làm chủ đầu tư và thực hiện trên cơ sở nhà nước cho đầu tư thuê đất 50 năm để thực hiện dự án theo quy định pháp luật về đất đai. Nhà đầu tư liên kết với người dân thông qua mô hình hợp tác xã để trồng mắc ca. Để bắt tay vào thực hiện dự án, đơn vị chủ đầu tư đã chủ động các điều kiện cần thiết và tiến hành từng bước. Công ty cũng đã làm một số cái việc để thực hiện cái dự án mắc ca. Thứ nhất là phối hợp với chính quyền địa phương để tuyên truyền vận động cho người dân ủng hộ cái chủ trương của dự án. Thứ hai là tiến hành đo đạc quy chủ cho toàn bộ diện tích trong vùng dự án. Cái thứ ba là chuẩn bị các cái điều kiện về hiện trường như là làm đường lâm sinh, đào băng, quốc hố. Thứ tư là chuẩn bị cây giống và các cái vật tư cần thiết. Thứ năm là mình thuê nhân công ở trong vùng dự án để thực hiện công tác trồng cây. Cùng với chủ đầu tư, chính quyền thành phố Điện Biên Phủ cũng trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của mình trong dự án này để bắt tay vào từng phần việc. Theo đó, thành phố đã phối kết hợp với chủ đầu tư và các cơ quan liên quan để thực hiện các thủ tục cần thiết cho từng phần việc để dự án mắc ca công nghệ cao trên địa bàn được tiến hành thuận lợi, kịp tiến độ. Để triển khai dự án thì công nghệ dự án mắc ca công nghệ cao trên địa bàn thành phố tại xã Đà Nhạn thì song song với việc triển khai dự án thì cũng phòng cũng tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố thành lập cái tổ công tác thực hiện cái nhiệm vụ tuyên truyền về chế độ chính sách và hiệu quả kinh tế đối với của cây mắc ca. Và đến nay thì dự án đã đạt được những một số kết quả nhất định, đó là cái công tác đo đạc là đã đo đạc được trên 300 ha và tiến hành đã đào được trên 17.000 hố, và hiện nay thì đã tổ chức được trồng 12.000 cây với diện tích là 30 ha. Và dự kiến trong đến hết năm 2022 thì bên công ty cổ phần Liên Việt là công ty Liên Việt Điện Biên thì sẽ trồng khoảng tầm trên 300 ha theo kế hoạch và tiến độ đề ra. Theo đó, việc tuyên truyền phổ biến các thông tin liên quan đến dự án như quy mô, giá trị cây mắc ca, các chính sách thực hiện dự án là điều không thể bỏ qua. Bởi qua đây, người dân mới có thể biết rõ được giá trị cây mắc ca ra sao, đặc tính sinh trưởng, phát triển của cây mắc ca thế nào, có thích hợp với khí hậu thổ nhưỡng địa phương hay không, chính sách dành cho người dân khi trồng cây mắc ca thế nào. Đồng thời so sánh hiệu quả với những loại cây họ vẫn thường trồng trên nương để có sự lựa chọn đúng đắn. Năm nay là năm đầu tiên xã Đà Nẵng triển khai trồng mắc ca. Nhà tôi cũng bỏ ra 5.000 m2 để trồng cây mắc ca. Thì nó sẽ mang lại thu lại lợi nhuận hơn trồng ngô, trồng lúa. Vì cây mắc ca là nó sẽ giúp lại hiệu quả cao hơn. Như là sẽ có công ty thu mua, không phải mang đi bán ở đâu xa nữa, nguồn nó sẽ thu lại sẽ cao hơn lúa khoai. Xong cây mắc ca nó còn có tác dụng là chống xói mòn, bảo vệ đất ạ. Và mình hy vọng là sau này thu cây mắc ca nó sẽ có hiệu quả cao hơn, giúp lại phát triển kinh tế gia đình hơn ạ. Khi người dân đồng thuận, tình nguyện tham gia trồng mắc ca và phối hợp thực hiện các thủ tục bàn giao mặt bằng, đơn vị chủ đầu tư đã cùng chính quyền địa phương và bà con tiến hành thành lập các hợp tác xã mắc ca. Hiện tại, hợp tác xã mắc ca đầu tiên ở thành phố Điện Biên Phủ đã hình thành và đi vào hoạt động. Nhiệm vụ sắp tới, thì tôi cũng vận động dân để thực hiện dự án và chủ trương tỉnh đề ra. Thì chúng tôi đang thực hiện là đang phát dọn thực vì quốc hố, nào hố được 4 ha, còn là đang phát dọn được 4 ha theo dự án chương trình trồng
Còn về cây giống thì bây giờ là chúng tôi đang đề nghị công ty để kết hợp với hợp tác xã để cấp giống và cấp phân cho người dân để thực hiện trồng cùng đơn vị công ty. Còn về kỹ thuật thì chúng tôi cũng yêu cầu bên công ty để công ty hỗ trợ kỹ thuật để người dân chúng tôi thực hiện trồng. Nà Nhạn, địa phương đầu tiên ở thành phố Điện Biên Phủ được quy hoạch trồng cây mắc ca và toàn bộ hơn 1.000 hecta mắc ca công nghệ cao ở thành phố đều được trồng ở địa phương này. Đến nay, việc đo đạc quy chủ đã đạt trên 300 hecta, trong đó có hơn 200 hecta đã được hoàn tất các thủ tục và chi trả tiền hỗ trợ công khai hoang cải tạo đất cho người dân. Bởi theo chính sách của tỉnh, khi bà con bàn giao đất cho nhà nước để trồng mắc ca, bà con sẽ được hỗ trợ 15 triệu đồng một hecta và sẽ được chi trả trong một lần. Hiện tại, mọi khâu trong triển khai dự án mắc ca vẫn được tiếp tục tiến hành ở những diện tích còn lại. Đối với diện tích đã đo đạc quy chủ, công ty cùng hợp tác xã mắc ca Nà Nhạn tiếp tục cho san ủi đào hố và sẽ trồng theo đúng quy trình. Một trong những điều kiện hàng đầu để thực hiện hiệu quả của dự án là việc chuẩn bị cây giống. Mặc dù giá thành cây giống cao và phải vận chuyển từ rất xa về, nhưng chủ đầu tư vẫn có sự tính toán và phương án để chủ động được nguồn cây giống, đảm bảo về số lượng và chất lượng, không để việc bố trí nguồn cây giống ảnh hưởng đến hiệu quả dự án. Do đó, ngoài việc chủ động nhập cây về, đơn vị cũng chủ động mặt hàng cho việc đặt cây trong thời gian chờ cây hồi phục, thích nghi khí hậu. Mặt khác, chủ đầu tư cũng bố trí nhân lực, phương tiện, dụng cụ để bảo vệ chăm sóc cây giống sau khi nhập về và trước khi đem trồng. Trước hết là sau khi đưa cây về đây, chúng tôi là gọi là phải có hai người trông coi sáng tối. Đấy là việc trông coi, xong việc thứ hai là về chăm sóc. Xong việc chăm sóc là sau khi đưa cây về là phải để cây hồi lại. Gọi là cây sau khi vận chuyển là cây yếu, xong về đây tập kết được tầm 14 đến từ nửa tháng đến một tháng, xong mới đưa lên đồi trồng. Xong tùy vào điều kiện thời tiết nữa, xong ví dụ trời mưa thì không tưới, nhưng mà trời nắng thì chúng tôi phải tưới một ngày hai lần để đảm bảo cây sinh trưởng tốt, để đảm bảo là mang lên trồng với tỷ lệ sống tốt nhất. Sau nhiều bước chuẩn bị, những cây mắc ca đầu tiên theo quy hoạch đã được xuống giống trong những ngày đầu tháng 6 2022 ở xã Nà Nhạn. Để đảm bảo việc trồng mắc ca hiệu quả, đơn vị chủ đầu tư đã chuẩn bị tỉ mỉ cho từng khâu, trong đó việc hướng dẫn kỹ thuật trồng cũng là điều mà đơn vị không thể coi nhẹ. Việc này đã được công ty chủ động từ sớm thông qua việc tập huấn hướng dẫn, và những thành viên tham gia trong hợp tác xã cũng là những nhân công được công ty hợp đồng để thực hiện các phần việc này. Do đó, khi có cây giống về và các điều kiện khác đã đảm bảo, bà con đã có thể trồng cây một cách thuần thục. Ngoài ra, họ cũng sẵn sàng thực hiện các phần việc khác để đảm bảo hiệu quả trong các khâu triển khai. Bà con cũng chuẩn bị đóng góp sức công đi tạo điều kiện làm trồng cây mắc ca cho công ty. Các hộ thì cũng là tập trung lên trồng thì cũng là cho tổ trưởng các công ty ở đây là quản lý. Chúng tôi dân bản thì cũng có mong muốn là để cho nó phát triển tốt cho công ty. Yếu tố quan trọng khác để đảm bảo hiệu quả của dự án là thực hiện sản xuất mắc ca theo chuỗi liên kết theo đúng chủ trương của tỉnh. Để việc liên kết được áp dụng hiệu quả, thành phố Điện Biên Phủ cũng đã xác định và thực hiện những việc làm cần thiết cho nội dung này. Việc triển khai thực hiện đối với dự án trồng cây mắc ca cũng như cái việc liên kết giữa người dân, nhà đầu tư và nhà nước, thì chính quyền thành phố chúng tôi tiếp tục tuyên truyền vận động các hộ dân thực hiện đầy đủ các chính sách. Hộ dân cũng như nhà đầu tư thực hiện đầy đủ các chính sách mà tỉnh đã quy định. Đối với những nội dung mà thuộc thẩm quyền của thành phố, chúng tôi sẽ đẩy nhanh tiến độ như là việc cấp giấy đo đạc quy chủ, cấp giấy. Đồng thời về phía thành phố, chúng tôi tiếp tục tuyên truyền vận động các hộ dân để thực hiện cái việc liên kết, để bám theo cái quyết định số 45 của tỉnh về cái thực hiện cái liên kết đối với hồ sơ những hộ dân mà đủ điều kiện để thực hiện cái hỗ trợ chính sách, thì chúng tôi sẽ sớm phối hợp để tạo điều kiện cho người dân sớm hoàn
tất thủ tục để được chi trả cái kinh phí hỗ trợ theo quy định của pháp luật. Với tổng mức đầu tư 260 tỷ đồng, loại cây đa mục đích và có giá trị cao này được trồng ở thành phố Điện Biên Phủ không chỉ góp phần tạo vùng trồng maca tập trung, thay thế cơ cấu, phương thức sản xuất truyền thống kém hiệu quả, mà dự án này còn là điều kiện tốt để giải quyết việc làm cho những lao động nhàn rỗi, nâng cao thu nhập và góp phần thực hiện mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh.